Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, anh chị em thật là phước hạnh để chúng ta được làm con Chúa. Cảm ơn Chúa về Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện. Ở trong thời gian này, như chúng ta luôn làm, đó là đến với Chúa với sự cảm tạ nữa. Anh chị em trong những ngày qua, có nếm trải những phước hạnh nào Chúa Ngài ban cho? Sự chữa lành, sự ban phước từ nơi Chúa. Thế nào Chúa sử dụng chúng ta cho vinh quang của Ngài? Hãy làm chứng lại. Ở dưới dòng bình luận, chúng ta ghi lại một cách ngắn gọn điều Chúa Ngài đã làm xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Để qua đó, chúng ta có thể khích lệ nhau trong bước đường đi theo Chúa nữa. Vì Chúa Ngài đáng nhận nơi chúng ta lời cảm tạ chân thành cho những gì Chúa Ngài đã làm cho chúng ta. Và anh chị em của chúng ta cũng cần nghe chúng ta làm những nhân chứng thuật lại điều Chúa Ngài làm cho đời sống của chúng ta, hay là Chúa sử dụng chúng ta như thế nào, để mọi người đều được khích lệ, để biết rằng Chúa có thể làm cho một anh em của chúng ta, Ngài cũng có thể làm cho chúng ta. Để Chúa có thể sử dụng anh chị em của chúng ta, Ngài cũng có thể sử dụng chúng ta. Cho nên hãy bày tỏ lòng biết ơn Chúa và những lời cảm tạ ở trong ơn của Ngài, để chúng ta sẽ tiếp tục bước đi trong ơn của Chúa. Và mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại, đó có cớ để chúng ta cảm tạ Chúa và dâng cho Chúa tất cả lòng biết ơn ở trong ơn của Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đang ở trong loạt bài Cơ Đốc nhân siêu nhiên. Chúng ta đã cùng nhau học hỏi, và tuần rồi tôi có nhắc bên chị em trong đề tài của chúng ta, đó là cơ đốc nhân siêu nhiên. Thì siêu nhiên thuộc về Chúa mà những việc ở trong tay của Ngài. Cơ đốc nhân là chúng ta, những người của Đấng Christ. Khi chúng ta nhờ cậy Chúa, khi chúng ta phó mình ở trong tay của Chúa, Chúa có thể biến chúng ta từ những con người tự nhiên trở nên những người siêu nhiên. Những con người tầm thường, chúng ta có thể làm những công việc phi thường cho những phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta. Câu hỏi mà chúng ta mỗi lần khi có một trọng trách, khi có một sự kêu gọi, khi đứng trước một công việc mà Chúa Ngài toàn ý định sử dụng chúng ta, thì chúng ta thường có một cái lối suy nghĩ là chúng ta liền kiểm kê xem cái gì mình có. Đó là điều mà chúng ta cần phải có. Nhưng mà thông thường chúng ta lại để ý đến và chúng ta sử dụng cái lời thối thác, bởi vì chúng ta cho rằng mình không có ơn, không có những gì cần thiết để có thể thực hiện công việc đó. Nhưng anh chị em, xin Chúa Ngài ban phước để buổi tối hôm nay qua bài học này, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm một công việc gì đó, Ngài biết chúng ta có những gì cần thiết để có thể thực hiện điều đó. Mặc dù trong ánh mắt của chúng ta có thể nó không phải là việc lớn, nhưng đối với Chúa, cái gì chúng ta dám dâng cho Chúa thì Chúa Ngài có thể ban phước, đổ quyền năng của Ngài vào và khiến nó trở nên điều vĩ đại ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên tôi khuyến khích anh chị em là chúng ta bắt đầu để ý đến những gì mình có ở trong tay. Chúng ta thấy những gì chúng ta đang có trong tay là điều gì đó ở trong hiện tại. Nó sẽ tạo nên việc lớn lao ở trong tương lai khi chúng ta dâng ở trong tay của Chúa. Đừng lo là điều chúng ta có không có gì đặc biệt. Đúng, tự nó không có gì đặc biệt. Nhưng khi chúng ta giao trong tay của Chúa, Chúa có thể biến nó trở nên những điều rất đặc biệt. Điều thứ nhất mà tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ, đó là sự vĩ đại của bạn có thể bắt đầu với những gì bạn đang có ở trong tay. Có thể nó là bắt đầu nhỏ, nhưng khi chúng ta phó trong tay của Chúa, Chúa có thể làm cho nó được trở nên lớn lao vĩ đại trong ơn của Chúa. Sự thành công vĩ đại của bạn có thể bắt đầu với những gì bạn có ở trong tay. Cho nên chấm dứt nhìn vào những gì chúng ta không có, mà bắt đầu nhìn vào những điều mình đang có. Mặc dù trong ánh mắt của chúng ta điều đó có thể là nhỏ, một gì đó chúng ta có trong tay sẽ tạo nên tương lai của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước của Đức Thánh Linh, Ngài giúp đỡ chỉ ra để chúng ta dám dâng cho Chúa điều đó. Như đứa bé trai ở trong ngày mà Chúa Giêsu bảo các môn đệ của Ngài, các ngươi phải cho họ ăn. Một đám đông 5.000 người, đàn ông chưa kể đàn bà con nít. Nhưng mà một bữa ăn của một bé trai, 5 cái bánh và 2 con cá. Khi dâng lên cho Chúa thì Chúa có thể biến nó trở nên lớn lao để có thể đãi cho nhiều ngàn người ăn. Mà khi mọi người đã ăn no rồi thì các môn đồ của Chúa được Chúa Ngài ra lệnh hãy lượm những mẫu thừa. Thì chúng ta thấy rằng kết quả đó là 12 giỏ đầy. Bắt đầu bằng thế nhỏ nhưng dâng vào trong tay của Chúa, Chúa có thể làm cho nó được lớn rộng ra. Ở trong bình diện tự nhiên, chúng ta có thể chưa rõ nét là những gì chúng ta đang có trong tay có thể được Chúa Ngài sử dụng lớn như vậy. Nhưng mà xin Chúa Ngài cho để chúng ta đổi mới tâm trí của chúng ta. Bởi vì những cái nhỏ của chúng ta dâng vào trong tay của Chúa, Đức Chúa Trời Ngài đổ quyền năng của Ngài vào thì nó có thể trở nên vĩ đại. Môi-se nói với Chúa, ông không có những điều mà đối với ông, đây phải là những điều kiện phải có để ông có thể đáp lại sự kêu gọi của Chúa. Chúa Ngài ngự xuống để sai phái ông đi, để giải cứu dân sự của Chúa ra khỏi ách nô lệ của xứ Ai-cập. Thì Xuất Ê-tô Ký chương 4 câu 10, Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi, lại Chúa từ hôm qua hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tới Chúa, tôi vẫn chẳng phải là một tài nói giỏi, vì miệng và lưỡi của tôi hay ngập ngừng. Anh chị em thấy, theo như tự nhiên thì Môi-se cũng như nhiều người trong chúng ta không có điều kiện, không đủ tiêu chuẩn trong ánh mắt của chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài phán với Môi-se: Người không có khả năng nói, lời nói của ngươi hay ngập ngừng, đó là điều mà ngươi nghĩ mình có. Đó là cái thiếu hụt. Nhưng mà đối với Chúa thì Ngài kêu gọi và chỉ cho Môi-se biết điều ông đang có trong tay có thể được sử dụng một cách lớn lao. Chúa nói rằng ông có một cây gậy. Ở trong Xuất Ê-tô Ký chương 4 câu 17 chúng ta xem tiếp: Người hãy cầm lấy gậy này nơi tay để dùng làm các dấu lạ. Ông chị em, đối với Môi-se lúc đó phải làm một cái sự thay đổi, một cuộc cách mạng ở trong tư tưởng của ông. Bởi vì cây gậy mà ông có trong tay, có thể ông rất là quen thuộc với nó trong việc sử dụng để chăn chim. Và ông nghĩ rằng cây gậy nó chỉ là một khúc gỗ. Từ nó có cái gì để có thể trở nên một khí cụ hữu dụng. Nhưng mà Chúa Ngài bảo hãy lấy cây gậy mà ngươi có ở trong tay, ngươi cầm ở nơi tay để dùng làm các dấu lạ. Và chúng ta biết kể từ lúc ấy thì không còn gọi là cây gậy của Môi-se nữa, nhưng mà là cây gậy của Đức Chúa Trời. Ở chỗ này là chỗ mà tôi khuyến khích anh chị em chúng ta để ý và chúng ta nhận định cho thật kỹ. Kể từ lúc ấy không còn là gậy của Môi-se nữa, nhưng mà được gọi là gậy của Đức Chúa Trời. Bởi vì Môi-se, ông đem cái điều ông có ở trong tay, mặc dù nó chỉ là cây gậy, nhưng mà khi ông dâng cho Chúa thì Chúa Ngài nhận, và kể từ đó thì được gọi là cây gậy của Đức Chúa Trời. Đây là một phước hạnh mà tôi tin rằng mỗi một người trong chúng ta cần tiến tới để chúng ta có thể được Chúa Ngài ban phước. Cá nhân của chúng ta có thể chúng ta thấy mình như là một cây gậy ở trong tay Môi-se dùng để chăn chim. Nhưng mà khi chúng ta dâng cho Chúa thì Chúa Ngài nhận, rồi Ngài ban phước trên. Vì khi Chúa Ngài có chủ quyền, Ngài có quyền để có thể đổ quyền năng của Ngài vào, và Ngài giao lại trong tay của chúng ta để quản lý. Thì lúc bấy giờ những điều thấy dường như không quan trọng lại trở nên thật là vĩ đại ở trong sự ban phước của Chúa. Cho nên hãy dâng điều bạn có ở trong tay vào tay của Chúa, để Chúa làm chủ, để nó thuộc về Ngài. Rồi Chúa Ngài đổ quyền năng của Ngài vào, và khi Ngài trao lại trong tay của chúng ta thì đầy quyền năng và là tuyệt vời. Anh chị em, đó phải là điều mà chúng ta cần đổi mới ở trong tâm trí chúng ta để chúng ta có thể thấy được. Đừng tập trung vào những gì nhỏ bé trong ánh mắt của chúng ta. Nhưng mà hãy nhớ một điều, bất cứ điều gì, dù nó nhỏ cỡ nào, nhưng mà giao vào trong tay của Chúa toàn năng, thì nó có thể trở nên vĩ đại. Điều mà chúng ta có trong tay hôm nay có thể được sử dụng để bắt đầu sản sinh ra những mơ ước cho tương lai. Đây là điều tuyệt vời mà xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. Mặc dù đôi khi thoạt nhìn thì thấy rằng bạn sẽ không bao giờ đạt được điều đó. Nhưng nhớ một điều, đó là tự chúng ta và những gì chúng ta có trong tay, nếu chúng ta giữ nó cho riêng mình và không chịu giao trong tay của Chúa, thì nó sẽ tiếp tục là nhỏ bé, là không có giá trị. Nhưng khi dâng cho Chúa thì mọi việc đều có thể thay đổi. Cho nên điều thứ hai mà tôi khuyến khích anh chị em, đó là ngưng tập trung kiểm kê cho những gì mình không có, mà bắt đầu tập trung vào những gì mình đang có. Anh chị em kiểm kê những gì mình không có, thì anh chị em sẽ thấy là mình sẽ không bao giờ có thể đạt được, cũng không thể nào làm thành sự kêu gọi mà Chúa Ngài gọi trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà nhớ một điều, Đức Chúa Trời không bao giờ sai phái chúng ta và bảo chúng ta làm một cái điều gì đó mà Chúa không hậu thuẫn chúng ta. Vấn đề của chúng ta là giao vào trong tay của Chúa. Những gì chúng ta còn cầm ở trong tay nó là hạt giống, nhưng mà chúng ta gieo ra thì chúng ta có thể mong đợi một mùa thu hoạch. Đây là nguyên tắc không thể thay đổi ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi vì điều chúng ta đang có trong tay tạo nên điều chúng ta không có ở trong lúc này đó, nó sẽ trở nên điều mà lớn lao và vĩ đại ở trong tương lai khi Chúa Ngài vui nhận. Tôi tin điều này và Hội Thánh VBC Houston, chúng tôi hướng dẫn Hội Thánh và hoạt động trong sự hiểu biết này. Đó là từ ở trong Hội Thánh, chúng ta có đủ khả năng để trở nên một Hội Thánh lớn mạnh, kinh nghiệm được sự phục hưng, phát triển một cách mạnh mẽ ra vì những gì Chúa đã cho chúng ta có ở trong tay, vì những con người mà Chúa Ngài mang đến để kết nạp vào trong Hội Thánh của Chúa. Cho nên chúng tôi nhận biết cái vị trí của mình là mục sư, là lãnh đạo, thì chúng tôi giúp để các anh em khám phá ra điều mà Chúa đã cho chúng ta có ở trong tay, và để rồi chúng ta biết đem ra sử dụng. Vì có việc lành mà Chúa Ngài sắm sẵn trước cho chúng ta để làm theo. Và đây là sự sắm sẵn của Chúa. Đây là việc mà Chúa Ngài đã định trước cho chúng ta rồi, để chúng ta có thể làm theo. Như vậy, khi Đức Chúa Trời Ngài muốn sử dụng chúng ta, thì Ngài sẽ sử dụng điều mà Chúa Ngài đã cho chúng ta có rồi. Trong trường hợp của Mô-se, ông có thể có cây gậy ở trong tay, mặc dù ông không thấy nó là lớn, nhưng mà đối với Chúa, đây là điều có thể được Chúa Ngài sử dụng để có thể làm những việc lớn. Vì Chúa Ngài bảo hãy cầm lấy gậy này nơi tay để dùng làm các dấu lạ. Cảm ơn Chúa. Thật là tuyệt vời khi chúng ta hiểu được nguyên tắc này. Cho nên chị em đừng tập trung kiểm kê những gì mình không có, mà bắt đầu tập trung vào những gì mình đang có, miễn là chúng ta biết giao trong tay của Chúa. Bắt đầu kiểm kê xem mình có gì trong tay. Chúng ta nhớ người đàn bà quá ở tại Sarepta mà Các Vua thứ nhất chương 17 ghi lại cho chúng ta. Tôi nhớ khi tiên tri Eli được Chúa Ngài bảo ông dời chỗ từ khe Kerit, ông ở đó thì có quạ đem thức ăn đến để nuôi ông ở trong những ngày đó. Nhưng mà rồi vì hạn hán không có mưa, cho nên khe Kerit cũng đã khô cạn. Thì Chúa Ngài bảo ông hãy rời khe đó mà đi vào xứ Sarepta. Tại đó có nhà của một người đàn bà quá tại đó. Và Các Vua thứ nhất chương 17 từ câu số 8 cho chúng ta thấy bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán với Eli: hãy mau đi đến Sarepta là thành thuộc về Sidon và ở lại. Kìa, ta đã truyền cho một bà quá ở thành ấy cung cấp thức ăn cho con. Vậy ông lên đường đến Sarepta. Khi đến cửa thành, ông thấy một bà quá lượm củi thì gọi bà và nói: xin bà đem cho tôi một chút nước ở trong bình để tôi uống. Bà ấy đi múc nước, nhưng ông gọi lại và nói với bà: xin bà cũng đem cho tôi một miếng bánh nữa. Bà quá đáp: Tôi chỉ Jehovah, Đức Chúa Trời hàng sống của ông mà thề. Tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột ở trong vò và một chút dầu ở trong bình. Này tôi lượm 2 khúc củi, rồi nấu cho tôi và con trai tôi. Khi ăn xong, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Ê-li nói, đừng sợ, hãy trở về làm đúng như bà đã nói. Nhưng trước hết, hãy lấy bột ấy làm một cái bánh nhỏ, rồi đem cho tôi. Sau đó, hãy làm cho bà và con trai của bà. Chúng ta thấy ở tại đây, trong xứ của hạn hán đói kém, khi Đức Chúa Trời sai tiên tri Ê-li đến Sarepta thì ông gặp người đàn bà ở tại cổng thành. Ông bảo bà mang cho ông một ít nước. Bà lật đật đi để lấy nước cho ông. Mặc dù hiếm, nhưng mà bà còn có nước để có thể cho tiên tri của Chúa. Rồi tiên tri Ê-li đã gọi bà trở lại và nói rằng xin cũng đem cho tôi một ít bánh nữa. Đây là một công việc mà chúng ta biết rằng trong lúc đó xứ của hạn hán đói kém thì đây là một việc rất là khó. Đây là một việc lớn. Người đàn bà này liền lập tức làm điều mà chúng ta thường làm, đó là bà nhìn liền vào ở trong tổng số những gì bà có để có thể sống được. Thì bà trả lời với ông rằng tôi chỉ Jehovah, Đức Chúa Trời hàng sống của ông mà thề. Tôi không có bánh, chỉ còn một nắm bột ở trong vò và một chút dầu ở trong bình. Rồi bà trình bày cái lý do mà bà không thể làm theo lời tiên tri Ê-li kêu gọi. Đó là tôi lượm 2 khúc củi, rồi nấu cho tôi và con trai của tôi. Khi ăn xong chúng tôi sẽ chết. Bà chỉ thấy được đến chừng đó, rằng số bột và dầu bà có trong tay còn rất ít. Một cái việc rất là nhỏ, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì bà đang có ở trong tay bột và dầu. Và điều mà Chúa Ngài đã nói với tiên tri Ê-li trước khi ông đến nơi là Chúa Ngài sẽ dùng người đàn bà quá ở thành đó cung cấp thức ăn cho con, cho tiên tri Ê-li. Đó là lời của Chúa. Và đó là tương lai của người đàn bà này, cũng như tương lai của tiên tri Ê-li. Chúa có cách và Ngài sử dụng người đàn bà quá này để nuôi tiên tri Ê-li trong những ngày còn lại của 3 năm hạn hán không có mưa. Người đàn bà này khi nghe điều này thì bà đã làm một điều mà chúng ta thấy rằng rất quen đối với chúng ta. Đó là bà kiểm soát lại. Bà thấy thực tại và tương lai của bà rất đen tối, dựa trên số bà có rất tối thiểu. Một ít bột, một ít dầu, đủ để làm một bữa ăn cuối cùng cho bà và con trai của bà. Nhưng cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời thấy xa hơn. Đức Chúa Trời bảo với tiên tri Ê-li rằng người đàn bà này, mặc dù bà còn một ít nguyên liệu để có thể làm bánh cho ông và bà cũng như con trai của bà, nhưng mà Chúa có thể đổ phước của Ngài vào. Như cây gậy của Mô-se thì một ít bột và một ít dầu này sẽ nuôi tiên tri của Chúa và gia đình của bà và con trai của bà suốt những ngày còn lại. Đây là điều mà chúng ta cần thấy. Nói cách khác, bà chỉ có một ít bột trong giò và chút dầu ở trong bình, nhưng tiên tri Ê-li bảo điều bà có đủ để tạo nên tương lai cho bà. Đây là phước hạnh mà chúng ta cũng có thể có được khi Chúa kêu gọi chúng ta làm một điều gì đó, khi Chúa kêu gọi chúng ta học việc Chúa, khi Chúa kêu gọi chúng ta làm nguồn phước cho những người lân cận. Thì chúng ta đừng tập trung vào những gì chúng ta không có, nhưng mà hãy tập trung vào những gì mình có, dù nó là nhỏ trong ánh mắt của chúng ta. Chúng ta cần phải thay đổi tư duy của mình, vì sẽ không có ngày nào mà chúng ta không có điều gì đó để khiến chúng ta trở nên vĩ đại cho Chúa. Chúa đã sắm sẵn và Ngài biết những gì chúng ta có ở trong tay, dù nó nhỏ, nhưng giao vào trong tay của Ngài, Chúa có thể làm cho nó trở nên lớn lao ở trong phước hạnh của Chúa. Sự vĩ đại của mỗi một chúng ta, của bạn Mà tôi có thể bắt đầu với điều mà chúng ta cho là ít, là chỉ có một chút. Ồ, cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời mà chúng ta phục vụ, Ngài thật là quyền năng và vĩ đại. Người đàn bà quá ở Sarepta thoạt nhìn như là bà không có tương lai. Nhưng sau khi sử dụng điều mình có trong tay, thì Kinh Thánh nói cho chúng ta câu 15-16, các vua thứ nhất chương 17, câu 15-16. Bà ấy đi và làm như lời Eli đã nói. Bà cùng với Eli và con bà có đủ ăn lâu ngày, bột chẳng hết ở trong vò, dầu không thiếu ở trong bình, đúng như lời Đức Sơ-va đã phán qua Eli. Cảm ơn Chúa. Thật là tuyệt vời để chúng ta thấy người đàn bà này cho đến ngày hôm nay chúng ta học về đời sống của bà. Là bởi vì sự vâng lời của bà và bà dám dâng cho Chúa những gì bà có trong tay lúc bây giờ. Một ít bột và một chút dầu. Nhưng đủ để Đức Chúa Trời có thể sử dụng để bảo tồn sự sống của tiên tri của Chúa, bà và con trai của mình. Ban đầu nó chỉ là một bữa ăn cuối cùng, nhưng mà Đức Chúa Trời có thể hóa nó nên nhiều để có thể nuôi dưỡng tiên tri của Chúa và người đàn bà này. Thay vì tương lai đen tối là bữa ăn cuối cùng rồi bà và con trai của mình sẽ chết, thì họ sống còn và được Chúa Ngài ban phước như chúng ta đã thấy khi bà làm theo lời yêu cầu của tiên tri Eli. Đúng như lời của Đức Sơ-va đã phán qua Eli, bà sẽ được sống và nhận được sự tiếp trợ từ nơi Chúa. Đây là điều mà chúng ta cần phải nắm bắt được ở trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta nắm được nguyên tắc này, chúng ta sẽ dám sống một cách rời rộng, dám sống ban cho và dám sống để chúng ta nói rằng lại Chúa, con có một ít nhưng con giao trong tay của Ngài. Rồi Chúa Ngài sẽ dùng chúng ta để làm nguồn phước cho muôn người. Đó là điều mà Chúa Ngài có thể làm xuyên qua đời sống của chúng ta. Bước ngoặt ở trong đời sống và chức vụ của tôi cũng bắt đầu từ cái chỗ mà tôi thường trước đó là cứ kiểm kê những gì mình không có. Tiếng Anh cũng không có gì đặc biệt. Ở trong đời sống của một mục sư người Việt Nam đang hướng dẫn một hội thánh nhỏ, thì một ngày kia khi tôi đi tham dự một chương trình huấn luyện, thì có đệ tớ của Chúa thuộc về Argentina. Ông có một chức vụ được Chúa Ngài sử dụng một cách rất đặc biệt. Ông hiểu được nguyên tắc này. Và ông đến, ông nói với tôi, trong thời giờ chúng tôi xếp hàng để lấy thức ăn cho bữa ăn trưa, nghỉ trưa trong chương trình hội thảo và huấn luyện của ông cho các mục sư trên thành phố Houston này. Thì ông nhìn tôi và nói rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng anh để ảnh hưởng trên nước Hoa Kỳ. Khi ông nói cái điều đó thì tâm trí của tôi liền tính liền, mình có cái gì để Chúa có thể sử dụng để ảnh hưởng trên nước Hoa Kỳ này? Tôi không có nhiều. Một mục sư người tị nạn đang hướng dẫn một hội thánh nhỏ thì có cái gì để có thể ảnh hưởng ở trên nước Hoa Kỳ này? Nhưng ông nói thêm với tôi một câu chìa khóa để nhắc nhở cho tôi. Ông nói rằng tất cả những điều lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm ở trong lịch sử, Ngài luôn làm và sử dụng những con người di dân. Ông nói rằng hãy trở lại với Kinh Thánh để thấy điều đó. Cảm ơn Chúa. Lời ông nhắc nhở khiến cho tôi liền nhớ đến những con người, những mẫu chuyện ở trong Kinh Thánh. Thế nào Chúa sử dụng những con người như Môi-se, như Giô-sép, những con người như Daniel, những con người mà Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao, mạnh mẽ, thì họ là những người được Chúa Ngài sai phái đến, hay là trong hoàn cảnh họ đang ở nơi xứ người, Chúa sử dụng họ làm việc ở trong sự ban phước của Đức Chúa Trời. Rồi ông nói thêm với tôi một câu mà tôi tin rằng nó đã giúp đỡ cho tôi để thay đổi tư duy của mình, lối suy nghĩ của mình. Đó là thái độ của anh sẽ quyết định độ cao mà anh có thể lên cao. Your attitude will impact or determine your altitude. Thái độ, attitude, cái thái độ của chúng ta. Nếu chúng ta có một thái độ nhìn vào những gì mình không có, nó sẽ quyết định độ cao của chúng ta, và độ cao của một người thấy mình không có thì chỉ thấp lè tè. Nhưng khi cộng cái điều mình không có và trong tay của Đức Chúa Trời toàn năng, thì Ngài có thể sử dụng một cách lớn lao. Joseph, ông có thể không có gì nhiều về bên ngoài, nhưng mà Đức Chúa Trời đã sử dụng ông khi ông tiếp tục sống một sự sống kính sợ Đức Chúa Trời, không để cho sự cám dỗ cũng như những điều của đời này đánh ngã ông. Giữ lòng kính sợ Chúa, và Đức Chúa Trời Ngài ban phước ở trên cuộc đời giao trong tay của Ngài. Chúa ban cho ông khả năng để giải chiêm bao. Chúa ban cho ông có một lòng thương xót những người lân cận. Ông quan sát và thấy gương mặt của hai vị quan đang ở tù, thấy mặt của họ buồn. Ông nhìn và bởi lòng thương xót, ông đặt câu hỏi là tại sao các quan buồn như vậy. Biết được nguyên do, ông đã khích lệ họ, giải chiêm bao cho họ. Và cuối cùng thì Chúa Ngài đã ban phước để chính công việc mà ông đã bày tỏ lòng thương xót cho hai quan này, và ông đã được tiến cử, mặc dù ban đầu bị quên đó, nhưng mà được tiến cử để giải chiêm bao cho Pharaoh. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng từ nhà tù, ông đi thẳng lên vị trí của thủ tướng của nước Ai Cập, của đế quốc Egypto, để có thể cứu dân tộc của mình, những tộc trưởng của Israel trong những ngày đói kém hạn hán. Anh chị em yêu dấu của tôi, hãy để cái nhìn của chúng ta được thay đổi. Nhận thấy ở trong Chúa chúng ta có thể dâng cho Ngài những điều chúng ta thấy dường như là rất khiêm nhường, nhỏ bé, có một chút, có một cái gì đó mà đối với chúng ta nó có thấm vào đâu. Nhưng mà đối với Chúa, khi chúng ta chịu dâng ở trong tay của Ngài, Chúa có thể làm công việc lớn của Ngài. Tôi nhớ luôn những lời khuyên của người của Đức Chúa Trời, một sư tiến sĩ Ed Silvoso mà tôi vừa mới kể cho anh chị em. Vì sau đó tôi trở lại với lời của Chúa và phó dâng cuộc đời của mình ở trong tay của Chúa khi hiểu được nguyên tắc này. Và cảm ơn Chúa, cái nhìn của tôi thay đổi. Tôi không còn nhìn mình là một mục sư người Việt Nam, là một người tị nạn đang hướng dẫn một hội thánh nhỏ. Nhưng mà tôi nhìn rằng Đức Chúa Trời sai phái tôi và cho tôi được đến định cư tại Hoa Kỳ này, sinh sống ở tại thành phố Houston, được Chúa Ngài ban phước, được Chúa Ngài hành động ở trên đời sống và chức vụ của tôi. Chúa sẽ sử dụng một cách lớn lao trong ơn của Ngài. Từ đó, nó quyết định độ cao của đời sống của tôi, và tôi có thể lên cao được bởi vì thái độ của tôi đã thay đổi. Xin Chúa ban phước để điều này cũng sẽ làm một cái sự thay đổi lớn lao ở trong tấm lòng của anh chị em. Đừng kiểm kê những gì mình không có, nhưng bắt đầu để ý đến những gì mình có. Bởi vì nếu chúng ta có thể thấy được ở trong trí của chúng ta, thì chúng ta sẽ thực hiện được điều đó. Hãy dành thời giờ để chúng ta đổi mới tâm trí, lập trình lại, và dành nhiều thời giờ để chúng ta mơ ước. Con có chừng này, nhưng khi dâng vào trong tay của Chúa, con tin rằng Chúa có thể sử dụng để khiến nó trở nên những điều vĩ đại. Tôi khuyến khích anh chị em dành một thời gian, có thể chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, để chúng ta thư thả, chúng ta làm tràn tâm trí của chúng ta với những ý tưởng mới. Và có thể những điều mà tôi chia sẻ với anh chị em trong buổi tối hôm nay giúp cho anh chị em bắt đầu nhìn trong một lăng kính mới về tương lai của mình, về chính mình. Đúng, chúng ta có thể sở hữu những điều nhỏ, thấy dường như không quan trọng. Nhưng nếu chúng ta dám dâng cho Chúa, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng những điều đó và đem lại phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Bởi vì chúng ta phải thấy, để thái độ của chúng ta được thay đổi, thì chúng ta phải thấy tương lai của mình. Khi chúng ta đem những gì mình có đặt vào trong tay của Chúa, tương lai của chúng ta sẽ là rạng ngời. Bởi vì Chúa, Ngài có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta có thể thấy được ở trong trí của mình, tất cả những gì chúng ta có thể thấy được, thì chúng ta có thể hình dung được, chúng ta sẽ thực hiện nó được. Có một cái luật gọi là luật của đức tin năng động. Mà chúng ta thấy Gia-cốp đã khám phá ra luật này. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho ông vì khi ông trên đường bỏ chạy để tránh anh của mình là Y-sao, thì chúng ta thấy rằng ông đã gặp gỡ Chúa và thấy được một chiếc thang bắt từ đất lên đến tận trời. Chiếc thang mà ông tin rằng đây là cổng của trời, cổng của thiên đàng đã mở ra trên đời sống của ông. Chắc chắn là sự ban phước từ nơi Chúa khiến cho Gia-cốp trở một người có sự khôn ngoan. Và đây là cách mà chúng ta thấy rằng ông đã sử dụng. Vì ông có một người cha vợ luôn luôn cướp bóc sức lao động của ông. Ban đầu bảo ông phải ở rể 7 năm để cưới được vợ. Và khi ông ngỏ lời để cưới con của Lê Bàn, ở tại đây thì chúng ta thấy cha của ông, cha vợ của ông cũng đã tráo đổi. Bà đem giao cô chị, gả cô chị, trong khi đó ông xin cưới cô em. Và khi ông nhìn và thấy Lea chứ không phải là Rachel, thì ông đã nói lên điều này. Thì cha vợ của ông nói rằng luật lệ của xứ của ông là như vậy, thì không thể gả cô em trước khi gả cô chị. Và nếu ông muốn cưới cô em nữa thì ở rể thêm 7 năm nữa. Và cha vợ của ông luôn là một cái người mà chúng ta thấy rằng bóc lột nơi Gia-cốp rất nhiều. Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho ông. Một ngày kia ông đến và trình bày với cha vợ của mình. Đó là bầy chiên mà ông được giao cho chăn giữ. Nếu ông có thể làm cho nó được nhân rộng ra thì nó sẽ thuộc về ông. Và ông nói với cha vợ của mình một cái đề nghị. Đó là nếu những con chiên mà có sọc, có vằn ở trên lông của nó thì thuộc về ông. Nhưng mà những con chiên mà lông của nó thuần một màu thôi thì thuộc về cha vợ của ông. Là bạn nghĩ cái thằng rể của mình nó điên rồi. Ông đã đưa ra cái sự khôn ngoan ranh mãnh theo đời của ông. Ông nói rằng nếu ông bắt những cái con chiên mà có sọc, có vằn, đem nó đi nhốt ở xa, thì Gia-cốp chỉ có thể là một cái người tay trắng mà thôi. Nhưng mà Gia-cốp đã hiểu được nguyên tắc của đức tin năng động. Và ông đã làm điều mà chúng ta thấy ở trong Sáng thế ký chương 30 câu 37 đến 43 như sau. Đoàn Gia-cốp lấy nhành bạch dương, nhành bồ đào và nhành bá tiên tươi, lột vỏ để bài lằn da trắng ở trong ràng. Người để những nhành đã lột vỏ trong máng nước trước mặt con chiên, là nơi các thú đó đến uống. Khi đến uống nước thì con chiên có giao hiệp nhau. Các con chiên ngó thấy những nhành đó mà giao hiệp nhau thì sanh chiên có sọc, có răng và có đốm. Gia-cốp để riêng chiên con ra, rồi để chiên cái trong bầy của La-ban trước mặt các con có sọc và có sắc đen. Nhưng bầy mình thì riêng ra, không để gần bầy của La-ban. Có 41 vả. Mỗi lần các con chiên mập mạnh giao hiệp thì Gia-cốp để các nhành đó ở dưới mắt, ở trong máng uống nước, đặng chúng nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau. Nhưng khi nào con chiên gầy ốm thì người không để nhành như vậy. Thế thì các chiên con gầy ốm để về phần La-ban, còn con chiên mập mạnh về phần của Gia-cốp. Và câu số 43 tuyệt vời đến chị em. Vậy người trở nên rất giàu và có nhiều bầy súc vật tôi trai, tứ gái, lạc đà và lừa. Anh xem điều mà ông Gia-cốp ông có tại đây là sự khôn ngoan Chúa Ngài ban cho. Ông đã đem cái kiến thức này ứng dụng vào ở trong nguyên tắc mà tôi vừa mới nhắc anh chị em. Mắt của chúng ta thấy được thì chúng ta sẽ thực hiện được. Những gì mắt của chúng ta thấy, chúng ta có thể thấy được, ở trong trí chúng ta có thể thực hiện nó được. Và trong trường hợp này chúng ta thấy ở thời đây ông đã lấy những cái nhành cây và ông cắt cái vỏ xung quanh nó để nó có sọc. Và ông để trong máng nước để khi chiên đến để nó uống nước. Và trong lúc nó giao hiệp với nhau thì mắt của con chiên thấy được những cái sọc, những cái gằn ở trên những cái nhánh cây này. Thì khi nó sanh con của nó có sọc, có đốm. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, nguyên tắc này rất là quan trọng. Những gì chúng ta thấy được ở trong trí, ở trong lòng sẽ tạo nên hành động. Nên xin Chúa Ngài đổi tư duy của chúng ta, để chúng ta không còn chỉ nhìn thấy những gì mình không có, nhưng bắt đầu nhìn thấy những gì mình đang có trong tay và giao trong tay Chúa để Chúa có thể sử dụng. Thứ ba, chúng ta cần nhớ nguyên tắc là không có giới hạn cho những gì bạn có thể làm. Cảm ơn Chúa. Có Chúa chúng ta có thể làm được mọi sự. Stuart Follow nói đến nguyên tắc này: tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, có thể người khác nói với chúng ta việc đó không thể nào có thể thực hiện được. Nhưng mà khi chúng ta tin và chúng ta giao phó trong tay của Chúa, Đức Chúa Trời có thể làm những việc bất khả thi đối với con người trở nên khả thi, bởi vì Ngài cộng quyền năng của Ngài vào thì việc gì cũng có thể thực hiện được. Có một người chăn chiên trẻ tên là David. Khi ông đối diện với tên khổng lồ Goliath, ông đã nói với vua Saul. Ở trong Samuel thứ nhất chương 17 câu 39, David đeo gươm của Saul ở trên áo chiến và tập đi thử. Vì không có thói quen, nhưng người nói cùng Saul rằng tôi không thể mang khí giới này mà đi được, vì tôi không có thói quen. David bèn cởi áo ấy ra. Đây là việc xảy ra ngay sau khi vua Saul mặc cho David áo giáp và gươm của ông. Mặc dù David, ông liền kiểm kê điều mình có ở trong tay. Ông khám phá ra rằng ông có trành ném đá, và rồi ông lượm mấy viên đá bỏ vào trong túi. Đó là điều mà David có. Điều mà Saul cho ông mượn, ông không quen để sử dụng, và ông trả lại. Đây cũng là điều mà chúng ta cần để ý. Những gì Chúa Ngài đã cho chúng ta ở trong tay có thể nhỏ, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng nó một cách tốt đẹp, vì chúng ta quen nó rồi. Nó là một phần của đời sống của chúng ta. Như David, ông thắng Goliath không phải nhờ gươm và áo chiến của vua Saul, vì ông trả lại. Nhưng mà ông thắng được bởi cái trành ném đá, là cái trành mà ông sử dụng rất nhiều trong lúc ông săn chiên. Và ông xuống khe nước, và tại đó ông lượm mấy viên đá để ông bỏ vào trong túi của mình, rồi đi ra đối diện với tên khổng lồ Goliath. Samuel thứ nhất chương 17 câu số 50 nói như thế này: như vậy David thắng được người Philistine bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa xác nhận với chúng ta một điều tuyệt vời tại đây, là David thắng được người Philistine bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm trong tay. Cảm ơn Chúa, ông không có gươm, bởi vì gươm đó ông không có quen sử dụng và được vua Saul cho mượn. Ông trả lại. Anh chị em, hãy để ý lại và kiểm kê điều mình có trong tay: khả năng, ân tứ, sáng kiến, luôn cả những tổn thương, những kinh nghiệm, nước mắt mà chúng ta có trong đời sống của mình. Anh chị em đã tham dự lớp huấn luyện 301 trong tiến trình tăng trưởng, thì chúng tôi có nhắc nhở với anh chị em điều hết sức là quan trọng. Đó là Chúa Ngài có trang bị cho chúng ta ơn. Ngài có thể đã ban cho chúng ta ân tứ thuộc linh, và những ước mơ mà Chúa đã cho chúng ta có từ nhỏ. Nhưng mà bởi vì chúng ta để cho xã hội cũng như những người lân cận thuyết phục chúng ta là chúng ta không có cái gì. Chúng ta phải đi theo cách của họ, theo cách của sự giáo dục của trường lớp. Chúng ta quên đi rằng Đấng đã dựng nên đời sống của chúng ta, dệt nên chúng ta trong lòng mẹ của chúng ta, ban cho chúng ta những khả năng. Rồi khi chúng ta được tái sanh, được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh, Ngài lại ban cho chúng ta các ân tứ thuộc linh nữa. Những điều này khi chúng ta khám phá và ráp lại, chúng ta sẽ thấy một cách rất rõ cái chỗ, cái nơi cũng như một vụ mà Chúa có thể sử dụng chúng ta. Và tại đó chúng ta sẽ thấy đây là những công việc mà chúng ta làm, mà chúng ta thấy kết quả và thỏa lòng. Bởi vì chúng ta rất quen với những việc này. Có thể trước đây chúng ta không nghĩ rằng những cái khả năng này có thể được sử dụng trong việc hầu việc Chúa. Nhưng anh chị em, Chúa có thể sử dụng khi chúng ta nhau trong tay của Ngài. Tổng lấy thí dụ đến cho em có thể thấy ở tại đây. Nó là chuyện nhỏ. Tôi nhớ khi lớn lên trong tuổi biết yêu, thì có một cái lời yêu cầu của một người bạn gái cùng lớp ở trong lúc bây giờ. Cô nói rằng hãy về học đàn để đàn cho tôi hát. Nghe lời khích lệ của cô nàng, chúng tôi về tập đàn, sưng các đầu ngón tay, chai hết các đầu ngón tay. Và chỉ có thể đánh cho cô nàng hát được có một vài bài gì đó. Rồi tôi vượt biển. Nhưng tạ ơn Chúa, những gì mình đã trang bị cho một mục đích không phải là cho Đức Chúa Trời. Nhưng cảm ơn Chúa khi đến trại tị nạn ở tại Pulau Galang, Hội Thánh cần người đánh đàn để hướng dẫn cho Hội Thánh hát. Và vị giáo sĩ đã từng hầu việc Chúa tại Việt Nam, ông đã kêu gọi để chiếc tàu của Hoàn Cầu Khải Tượng, họ đến họ thăm viếng Hội Thánh của Chúa và người tị nạn ở tại Pulau Galang. Họ có tặng cho Hội Thánh của Chúa mấy cây đàn guitar, mấy cây đàn tay băng cầm. Thì chúng tôi lúc bấy giờ, cái khả năng cũng như cái việc mình đánh đàn, mình học với một mục đích khác. Nhưng mà khi phó vào trong tay của Chúa, Chúa sử dụng, thì những ngày còn lại, chúng tôi sử dụng cây đàn đó để có thể hướng dẫn Hội Thánh của Chúa hát ngợi khen Chúa. Anh chị em, có những điều trong đời sống của chúng ta có thể đã lượm lạc, chúng ta đã học, và chúng ta nghĩ rằng nó chỉ là cái chuyện bình thường, chuyện đời. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ở trong Đức Chúa Jesus Christ, Ngài có quyền để chuộc những điều đó về. Khi chúng ta giao ở trong tay của Chúa, Chúa có thể sử dụng để chúng ta học việc Chúa. Có những chuyện chúng ta nghĩ rằng nó đơn sơ, không có gì, nhưng mà đúng vào trong tay của Chúa, Chúa có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Và điều bạn có để tạo nên điều bạn không có ở trong lúc này là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần nhận thấy trong cái nhìn mới. Có thể trong lúc này chúng ta cứ nói mình không có. Nhưng mà hãy bắt đầu với những gì mình có, để rồi Chúa Ngài sẽ ban phước và sử dụng chúng ta để chúng ta có những điều mà hiện tại chúng ta không có. Và Chúa Ngài làm nên tương lai của chúng ta qua những điều này. Cảm ơn Chúa. Trong phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho, thì những ngày đó ở tại trại tị nạn Pulau Galang, nó đã định hình sự hầu việc Chúa của tôi ở trong gần 40 năm qua. Phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho khi chúng tôi giao vào trong tay của Chúa những điều thấy dường như không phải là lớn. Kinh Thánh nói David thắng Goliath mà không có gươm ở trong tay. Anh chị em, không cần gươm của người khác ở trong tay vì chúng ta không cần. Nhưng mà hãy sử dụng cái gì mình có. Cái trành ném đá của anh chị em là cái gì trong đời sống của mình mà chúng ta quen và sử dụng nó một cách hết sức là nhuần nhuyễn. Chúa có thể sử dụng điều đó để chúng ta có thể hầu vì Chúa và nó làm nên tương lai của chúng ta. Anh chị em sẽ trở nên những người vĩ đại, thành công, làm người vĩ đại cho Chúa như David với những gì chúng ta đang có ở trong tay. Cảm ơn Chúa. Trong cuộc đời hầu vì Chúa và hiểu được nguyên tắc này, Khi chúng tôi chia sẻ, khi chúng tôi tư vấn và giúp đỡ cho các con cái của Chúa chịu dâng cuộc đời của mình cho Chúa, chịu khám phá những gì mình đang có được Chúa Ngài ban cho, đem ra để sử dụng họ vì Chúa, họ đã trở nên những người vĩ đại cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Có những công việc mà chúng ta có thể thấy rằng nó không quan trọng hay là nó không liên hệ gì đến với công việc của nước của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cũng hãy bắt đầu từ những điều đó và dâng cho Chúa và nói với Chúa rằng đây là điều con có. Một ít bột, một ít dầu. Nhưng con quyết định dâng cho Ngài. Chúa có thể sử dụng. Thưa Chúa, con chỉ có một cây gậy ở trong tay. Thưa Chúa, con chỉ có khả năng này. Chúa có thể sử dụng và ban phước ở trên chúng ta. Anh chị em, đây là một cái sự thay đổi tư duy rất là quan trọng mà chúng ta cần phải có trong đời sống của chúng ta. Tôi tin rằng không ai trong chúng ta mà không muốn được Chúa sử dụng, đại dụng và tận dụng đời sống của chúng ta. Miễn là chúng ta biết dâng cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Môi-se đã bằng lòng dâng cho Chúa cây gậy của mình. Chúa đổ quyền năng của Ngài vào khi Chúa nghe bảo ông ném cây gậy đó xuống đất. Nó hóa thành con rắn. Chúa bảo ông hãy nắm đuôi con rắn, nó lại quần trở lại thành cây gậy. Và kể từ giây phút đó, cây gậy đó đã trở nên cây gậy của Đức Chúa Trời mà Chúa Ngài giao lại trong tay của Môi-se. Ông đã cầm cây gậy đó gặp mặt Pharaoh của xứ Ai Cập. Chúa Ngài đã hành động khi ông sử dụng cây gậy này để làm những dấu lạ, thuyết phục cũng như hướng dẫn dân sự của Chúa. Cây gậy đó đã được đưa trên biển đỏ, nước của biển đỏ rẽ ra để dân sự của Chúa có thể đi qua. Cây gậy đó đập vào trong hòn đá đã đổ nước ra để dân sự của Chúa có thể uống được. Cây gậy đó khi được cầm ở trên tay của Môi-se, khi ông đứng ở trên nỏng, ông đưa lên thì phước hạnh của Chúa đã đổ xuống khiến cho Giô-suê và những chiến sĩ của Israel đã thắng được dân Amalek. Anh chị em, những gì chúng ta có ở trong tay, biết dâng cho Chúa, Chúa có thể sử dụng để chúng ta có thể làm nguồn phước cho những người xung quanh. Anh chị em có thể kiểm tra lại để xem mình có cái gì. Có thể ai đó trong chúng ta nói rằng thưa mục sư, cuộc đời của tôi cho đến giờ phút này điều mà tôi có đó là nước mắt và những kinh nghiệm đau thương. Ồ, Đức Chúa Trời cũng có thể sử dụng những điều đó. Tôi biết có những người mà cuộc đời của họ đầy nước mắt. Khi họ dâng ở trong tay của Chúa, Chúa ban phước. Tôi biết một cặp vợ chồng, hôn nhân của họ những ngày trước khi họ gặp Chúa là những ngày của địa ngục trần gian. Nhưng cảm ơn Chúa khi họ tin Chúa và được Chúa Ngài ban phước, hôn nhân của họ đã được Chúa Ngài ban cho tràn đầy hạnh phúc. Họ đem dâng những cái kinh nghiệm nước mắt đó ở trong tay của Chúa và Chúa Ngài sử dụng để họ trở nên những người cố vấn cho những gia đình, có những cái hội thảo huấn luyện về hôn nhân hạnh phúc. Và chia sẻ những cái giọt nước mắt của họ, những kinh nghiệm đầy nước mắt của họ để khích lệ và giúp đỡ cho những người đang ở trong cùng một hoàn cảnh của họ trước đây. Bây giờ thấy được rằng nếu Đức Chúa Trời có thể làm được cho cặp vợ chồng này, Ngài cũng có thể làm được cho gia đình, cho hôn nhân của tôi. Và Chúa Ngài đã ban phước và chức vụ của họ đã ảnh hưởng trên rất là nhiều người. Họ dâng cho Chúa những kinh nghiệm nước mắt của họ. Cũng có những người chúng ta thấy ở trong những ngày qua Chúa Ngài sử dụng ở giữa những người là tệ nạn của xã hội. Khi họ dâng cho Chúa những cái kinh nghiệm nước mắt của họ, những kinh nghiệm của những lúc họ sống ở trong tội lỗi, họ sống ở trong nghiện ngập. Và thế nào Chúa Ngài đã giải cứu họ. Bây giờ họ dâng những kinh nghiệm đó trong tay của Chúa, Đức Chúa Trời sử dụng để đem lại sự khích lệ cho nhiều người. Anh xem, Đức Chúa Trời không bao giờ phí những cái kinh nghiệm nước mắt ở trong đời sống của chúng ta, miễn là chúng ta dám dâng cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Những điều chúng ta trải qua ở trong đời sống của chúng ta luôn cả những kinh nghiệm nước mắt, chúng ta có thể giao trong tay của Chúa và Đức Chúa Trời có thể sử dụng. Đừng nghĩ những gì mình không có, Nhưng hãy tập trung vào những gì mình đang có. Mặc dù những điều đó trong ánh mắt của chúng ta nó chỉ là một cây gậy, nó chỉ là một cái trành ném đá, nó chỉ là một ít bột, một ít dầu. Đó là bữa ăn cuối cùng của anh chị em, như của người đàn bà quá ở tại thành Sarapta. Nhưng khi dân cho Chúa, vâng lời Chúa, thì Chúa Ngài đã ban phước để những con người này trở nên những người vĩ đại cho Chúa. Cho anh chị em hãy tập trung và tìm hiểu, tính lại xem mình có cái gì ở trong tài. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, ở trong sự trọng đại của anh chị em, có thể bắt đầu với những gì chúng ta đang có ở trong tài. Giao cho Chúa, Chúa có thể sử dụng luôn cả nước mắt, luôn cả những kinh nghiệm đau thương mà chúng ta đã trải qua. Chúng ta đã nghe rất nhiều những lời làm chứng của những người khi họ trải qua những sự đau khổ đó và họ gặp được Chúa, họ dâng cho Chúa cái kinh nghiệm đó và Chúa Ngài đã ban phước và sử dụng họ để khích lệ nhiều người. Anh chị em, điều mà chúng ta có sẽ tạo nên tương lai của chúng ta. Cho nên đừng giữ riêng, đừng nghĩ đó là cái bất hạnh trong đời sống của chúng ta, nhưng hãy sử dụng để Chúa có thể ban phước trên đời sống của anh chị em. Có một vị mục sư mà chúng tôi để ý về cuộc đời chức vụ của ông. Ông là một người con mồ côi, được nuôi dưỡng bởi cha mẹ nuôi của mình. Ông bắt đầu ở trong chức vụ là một mục sư của hệ phái Baptist Nam Phương. Nhưng khi Chúa Ngài ban phước trên đời sống của ông và ông kinh nghiệm được quyền năng của Đức Thánh Linh, ông đã trở nên một vị mục sư đem lại ảnh hưởng rất lớn cho nhiều cuộc đời và nhiều chức vụ hiện tại đang hầu việc Chúa tại Hoa Kỳ này. Tôi muốn nói đến mục sư James Robinson. Và ông đã ảnh hưởng trên cuộc đời của một người mồ côi khác. Đó là mục sư Robert Morris, đã bắt đầu hội thánh Gateway từ vài chục người, sau 22 năm đã trở nên một hội thánh có hơn 100.000 tín đồ. Khi họ dâng cuộc đời của mình cho Chúa, luôn cả những kinh nghiệm cô đơn, những kinh nghiệm thiếu thốn tình thương của cha mẹ, những kinh nghiệm mà họ đã trải qua ở trong nước mắt, sống cuộc đời của một người mồ côi cha mẹ. Mình không biết cha mẹ của mình là ai, nhưng họ đã phó dâng cuộc đời của mình ở trong tay của Chúa. Chúa ban phước, Chúa sử dụng, và bây giờ họ làm nguồn phước cho rất là nhiều người ở trong ơn của Chúa. Ngưng tập trung kiểm kê những gì mình không có, mà bắt đầu tập trung vào những gì mình đang có. Bởi vì không có giới hạn cho những gì chúng ta có thể làm được khi chúng ta dâng ở trong tay của Chúa. Cảm ơn Chúa. Kiểm tra lại những gì mình đang có trong tay và nghe tiếng phán của Chúa cho Môi-se ở trong thời gian này một lần nữa. Ngươi có cây gậy trong tay, ngươi hãy cầm lấy gậy này nơi tay để dùng làm các dấu lạ. Cảm ơn Chúa. Mình xin Chúa Ngài ban phước anh chị em dám dâng những gì mình có ở trong tay của Chúa. Dù nó là một cây gậy, dù nó là một ít bột và dầu còn lại ở trong bình. Đức Chúa Trời, Ngài có quyền để làm cho những cái khiêm nhường đó trở nên lớn lao vĩ đại. Đức Chúa Trời có thể sử dụng một cuộc đời bắt đầu với một sự khiêm nhường. Và Chúa Ngài có thể mở rộng và khiến cho cuộc đời của chúng ta được phước và làm nguồn phước cho muôn người. Hãy nhớ, thái độ của anh chị em sẽ quyết định độ cao mà anh chị em có thể bay cao. Ở trong ơn của Chúa, ở trong quyền năng của Ngài, việc gì cũng có thể xảy ra. Cảm ơn Chúa. Cho tôi được cầu nguyện cho anh chị em ở trong thời giờ này. Xin Đức Thánh Linh Ngài đến và giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta nhận biết những gì mình đang có ở trong tay và dám dâng cho Chúa. Cha kính yêu, chúng con biết ơn Chúa vì câu chuyện của sự cứu chuộc của Ngài được lặp đi lặp lại bao nhiêu triệu lần ở trên nhân loại, ở trên tuyển dân của Chúa, ở trên hội thánh của Ngài. Khi chúng con giao cho Chúa, khi chúng con phó dâng cuộc đời của mình ở trong tay của Ngài, Chúa có thể cứu chuộc chúng con trở về. Khi chúng con uống được chén của sự cứu chuộc, Chúa có thể ban phước và sử dụng những cái chúng con đang có ở trong tay để chúng con có thể làm nguồn phước cho muôn người. Là Chúa trong thời gian này xin Đức Thánh Linh Ngài giúp đỡ cho anh chị em của con, các thầy tớ của Chúa, những người đang nghe, đang học lời của Chúa với chúng con và sẽ học ở trong những ngày sắp đến qua các phương tiện của YouTube, của những phương tiện mạng xã hội, mà được kinh nghiệm điều Chúa Ngài dạy dỗ và đường lối của Chúa đã bày tỏ ra trên Môi-se, trên Giô-sép, trên David, trên người đàn bà quá ở tại thành Sarepta, cũng sẽ lặp lại trên đời sống của anh chị em con. Chúa khiến cho mỗi người đang nghe, khi bằng lòng dâng cho Chúa những gì mình đang có trong tay, trở nên những người vĩ đại cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã thành thật với chúng con, ghi lại cho chúng con trong lời của Chúa những sự thất bại của những người thánh của Chúa ở trong Kinh Thánh, cũng như những sự bắt đầu rất khiêm nhường của những con người, để chúng con được khích lệ và biết rằng khi chúng con được phục hồi, khi chúng con biết giao cho Chúa, dâng cho Ngài những gì chúng con có, mặc dù nó khiêm nhường mức độ nào theo những ánh mắt của chúng con, Chúa có quyền năng và thừa quyền năng cũng như sẵn sàng để có thể biến nó trở nên nguồn phước cho muôn người. Xin Thánh Linh chỉ ra, xin Thánh Linh giúp đỡ để chúng con mọi người thấy chúng con có những điều có thể làm nên tương lai phước hạnh của chúng con, để chúng con dâng cho Chúa mà bằng lòng để Chúa Ngài sử dụng. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin tiếng nói, ngôn ngữ của Đức Thánh Linh bây giờ tự do hành động trong tấm lòng của mỗi anh chị em chúng con. Và Chúa xin thay đổi tâm trí của chúng con như lời của Chúa dạy. Hồi chúng con không làm theo đời này, chúng con cũng không định giá cuộc đời của chúng con theo đời này, nhưng chúng con được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Xin lời của Chúa buổi tối hôm nay, sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ để hết thảy chúng con có thể kinh nghiệm được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào khi chúng con giảm dần cho Chúa những gì chúng con đang có trong tay hiện tại. Chúng con cảm ơn Ngài. Còn phó dâng các anh chị em chúng con cho ân điển của Chúa, là ân điển đã cứu chúng con, cũng là ân điển ban chúng con khả năng, sức mạnh để chúng con có thể sống và làm theo sự kêu gọi của Ngài. Cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mình xin Chúa Ngài ban ơn, anh chị em sẽ đứng lên, anh chị em sẽ trỗi dậy, dâng cho Chúa những gì mình có trong tay, thực hiện trong sự ban phước đầy quyền năng của Chúa để chúng ta làm nguồn phước cho những người xung quanh và trở nên những cơ đốc nhân siêu nhiên cho Chúa. Chúc bình an. Shalom. Gặp lại anh chị em trong các buổi học Kinh Thánh kế tiếp của chúng ta. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.